Mến chào các em đến với buổi học ngày hôm nay. Trong các tiết học trước thì các em đã được tìm hiểu về khu vực Đông Nam Á cũng như Hiệp hội các nước Đông Nam Á để bước sang học các bạn địa lý Việt Nam. Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài thực hành để tìm hiểu sâu sắc hơn về hai quốc gia láng giềng nằm trên bán đảo Đông Dương cùng với Việt Nam chúng ta, đó là Lào và Campuchia. Trước khi vào bài mới thì cô sẽ kiểm tra các phần kiến thức bài cũ của các em. Thì ở phần kiểm tra bài cũ này, các em cần trả lời cho cô hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là Hiệp hội các nước Đông Nam Á thành lập vào ngày tháng năm nào? Kể tên các nước thành viên đó. Câu 2, cho biết mục tiêu chung của Hiệp hội ASEAN là gì? Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào? Đối với câu A thì chúng ta sẽ gồm có hai ý. Ý thứ nhất là mấy em cần trả lời như sau. Thì Hiệp hội các nước Đông Nam Á thành lập vào ngày 8 tháng 8 năm 1967 tại Bangkok, Thái Lan. Thì tính đến năm 1999 thì Hiệp hội các nước Đông Nam Á bao gồm 10 thành viên. Bao gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines, Brunei, Việt Nam, Myanmar, Lào và Campuchia. Đối với câu hỏi số 2 thì cũng gồm có hai ý. Thì các em cũng trả lời như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ trả lời cái phần mục tiêu trước. Thì mục tiêu chung của Hiệp hội các nước Đông Nam Á là giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực, xây dựng một cộng đồng hòa hợp cùng nhau phát triển kinh tế, xã hội. Ý thứ hai là Việt Nam sẽ gia nhập ASEAN vào ngày 28 tháng 7 năm 1995. Thì như vậy là các em đã hoàn thành xong cái phần kiểm tra bài cũ của mình. Thì sau đây chúng ta sẽ tiếp sang nội dung của bài học của hôm nay. Đó là bài 18 thực hành tìm hiểu Lào và Campuchia. Để hoàn thành tốt cái bài thực hành hôm nay thì các em cần vận dụng tốt cái nội dung kênh chữ trong sách giáo khoa và cái lược đồ hình 18.1, lược đồ tự nhiên kinh tế Campuchia trang 62 và cái lược đồ hình 18.2, lược đồ tự nhiên kinh tế của Lào trang 63. Sau đây các em sẽ quan sát cái lược đồ các nước Đông Nam Á để chúng ta xác định được vị trí của Lào và Campuchia trên bản đồ khu vực. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về vị trí địa lý của đất nước Campuchia trước. Các em quan sát lược đồ, chú ý cái phần ta tô cho chúng ta thấy cái màu xanh đậm đó, đó là về vị trí và phạm vi của Campuchia trên lược đồ. Rồi, các em sẽ trả lời cho cô câu hỏi đầu tiên. Đó là đất nước Campuchia thuộc khu vực nào, giáp nước nào, biển nào? Thì đối với câu hỏi này thì đầu tiên các em sẽ xác định được cái diện tích của Campuchia. Thì ở đây diện tích của Campuchia là 181.000 km vuông, nằm trên bán đảo Đông Dương. Về vị trí địa lý thì Campuchia sẽ tiếp giáp với Việt Nam chúng ta, tiếp giáp Lào, Thái Lan và Vịnh Thái Lan. Đây là cái nội dung kiến thức các em cần ghi vào tập. Tiếp tục mấy em quan sát lược đồ để trả lời cho cô cái câu hỏi thứ hai. Là mấy em căn cứ vào cái vị trí địa lý đó thì mấy em sẽ xác định coi cái khả năng liên hệ với nước ngoài của Campuchia như thế nào. Thì ở đây chúng ta sẽ vận dụng cái phần vị trí địa lý để mấy em có thể là xác định được cái khả năng giao lưu với nước ngoài của Campuchia bằng những loại hình nào, loại hình đường giao thông nào. Thì ở đây mấy em chú ý là do Campuchia có đường biên giới dài giáp với nhiều quốc gia, và cái thứ hai là có đường bờ biển khá là dài nên Campuchia có thể là liên hệ với các nước trên thế giới bằng nhiều loại hình
giao thông khác nhau, cụ thể như là có thể là đường bộ, rồi đường biển và đường hàng không, vân vân. Rồi mấy em ghi ý tiếp theo vào tập học của mình. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái phần vị trí địa lý của đất nước Campuchia. Tiếp đến chúng ta sẽ tìm hiểu sang cái phần vị trí địa lý của đất nước Lào. Các em chú ý cái phần tô đậm màu xanh đó là vị trí của Lào trên bản đồ khu vực Đông Nam Á chúng ta. Rồi mấy em cũng sẽ trả lời cho cô hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là đất nước Lào thuộc khu vực nào, giáp nước nào và biển nào? Câu hỏi thứ hai là khả năng liên hệ với nước ngoài của Lào. Thì đối với cái câu thứ nhất thì các em sẽ quan sát cái lược đồ để chúng ta xác định được cái vị trí của Lào. Đầu tiên thì các em sẽ xác định được cái diện tích của Lào đó là 236.800 km vuông và nằm trên bán đảo Đông Dương. Về vị trí địa lý thì chúng ta sẽ xác định đó là phần phía đông sẽ tiếp giáp với Việt Nam chúng ta, phần phía bắc là tiếp giáp với lãnh thổ của Trung Quốc, Myanmar, phía tây là giáp với Thái Lan và phía nam là giáp với Campuchia. Thì do cái đặc điểm là cái vị trí đất nước Lào mấy em thấy là nó nằm sâu trong nội địa, không giáp biển, nên cái khả năng liên hệ với nước ngoài của Lào cũng rất là hạn chế. Thì đây chủ yếu là Lào sẽ liên hệ với nước ngoài chủ yếu là bằng đường bộ, đường hàng không. Còn muốn giao lưu với nước ngoài bằng đường biển á, thì buộc Lào phải thông qua các cảng miền Trung của Việt Nam chúng ta. Rồi, mấy em ghi cái kiến thức vào tập học của mình. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ tìm hiểu sang cái mục 2 là về cái điều kiện tự nhiên. Thì đối với mục 2 này chúng ta sẽ vận dụng hai cái lược đồ. Đó là cái lược đồ tự nhiên kinh tế của Campuchia là hình 18.1 và cái lược đồ thứ hai đó là lược đồ hình 18.2, lược đồ tự nhiên kinh tế của Lào. Thì nói về điều kiện tự nhiên thì các em sẽ xác định về các mặt sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ xác định về cái đặc điểm về địa hình. Thứ hai là về khí hậu. Đặc điểm thứ ba đó là về sông ngòi và hồ. Thì từ những cái đặc điểm chúng ta tìm được ở cái phần địa hình, khí hậu, sông ngòi và hồ thì từ đó các em sẽ rút ra những cái thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên của hai quốc gia này. Giờ các em sẽ quan sát cái lược đồ. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái điều kiện tự nhiên của Campuchia trước. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái địa hình của Campuchia. Thì mấy em sẽ quan sát cái phần chú giải ở phía dưới, vận dụng vào cái bảng chú giải là thang màu á. Thì ở đây nó sẽ có bốn cái thang màu thể hiện cho mỗi một độ cao khác nhau. Thì các em chú ý cái độ cao từ 0 đến 50 và từ 51 đến 200. Thì chúng ta quan sát lên lược đồ thì mấy em thấy đây là cái thang màu chiếm cái diện tích lớn trên lược đồ tự nhiên của Campuchia. Thì nhìn vào cái thang màu này mình có thể kết luận rằng thì cái diện tích đất chiếm diện tích lớn ở Campuchia đó là đồng bằng. Thì đồng bằng ở Campuchia chiếm khoảng 75% diện tích. Đây là cái điều kiện rất tốt để cho Campuchia phát triển mạnh về nông nghiệp các em. Rồi dạng địa hình thứ hai đó là mấy em căn cứ vào cái thang màu thứ ba và thứ tư
đó là có độ cao từ 201 đến 500 mét và trên 500 mét. Thì hai cái thang màu này thể hiện chủ yếu đó là biểu hiện cho vùng núi và cao nguyên. Thì núi ở Campuchia chủ yếu là tập trung ở phía bắc của lãnh thổ. Thì ở đây chúng ta thấy điển hình đó là cái dải Đăng Rết. Về phía tây nam thì có dải Cát Đa Môn. Còn cái phần lãnh thổ bên phía đông bắc và phía đông thì ở đây chủ yếu là tập trung là các cái cao nguyên. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái phần địa hình của Lào. Thì mấy em cũng vận dụng vào, chúng ta nhìn vào cái thang màu ở cái bảng chú giải. Thì ở đây mấy em thấy là toàn bộ trên cái lược đồ này, cái thang màu chủ đạo là cái thang màu từ 201 đến 500 mét và trên 500 mét. Thì cái thang màu này nó sẽ thể hiện cho địa hình của Lào chủ yếu là núi và cao nguyên. Thì núi ở Lào chủ yếu là tập trung ở cái phần phía bắc, điển hình là dải Luôn Pha Băng. Còn các cái cao nguyên ở Lào thì mấy em thấy là nó sẽ kéo dài từ bắc xuống nam. Thì ở đây điển hình như là cao nguyên Hu Phan, cao nguyên Siêng Khoảng, rồi cao nguyên Khăm Muộn, cao nguyên Tà Ôi, cao nguyên Boloven. Rồi dạng địa hình thứ hai, mấy em nhìn ở cái phần hạ Lào là cái độ cao dưới 200 m. Thì đây là cái dạng địa hình đồng bằng. Thì đồng bằng ở Campuchia chiếm cái diện tích rất là nhỏ hẹp các em, chiếm khoảng 10% diện tích thôi, còn lại hơn 90% diện tích, còn lại 90% diện tích là chủ yếu là dành cho cái phần địa hình núi và cao nguyên. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm về khí hậu của Campuchia và Lào. Các em cũng tiếp tục nhìn xuống cái phần chú giải ở phần phía dưới của lược đồ. Thì ở đây nó sẽ có hai cái mũi tên. Mũi tên màu đỏ là thể hiện cho gió mùa hạ và màu xanh là thể hiện cho gió mùa đông. Rồi các em nhìn chú ý nhìn lược đồ ha. Thì màu đỏ là thể hiện cho gió mùa hạ, thì chúng ta thấy là gió này chủ yếu là thổi từ biển thổi vào. Do đó nó mang theo hơi nước và độ ẩm nên cái lượng mưa khá là lớn. Còn ngược lại về mùa đông thì gió chủ yếu thổi là từ cái phần lục địa thổi ra biển nên thời tiết thường khô lạnh và lượng mưa rất là thấp. Thì với cái đặc điểm của hai mùa gió trong năm như vậy thì khí hậu ở Lào, ở Thái Lan, ở Campuchia với đặc điểm hai mùa gió như vậy thì chúng ta có thể kết luận rằng là khí hậu ở Campuchia là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ tìm hiểu sang cái phần khí hậu của Lào. Thì ở đây mấy em thấy cũng thấy là cái hướng mũi tên màu đỏ. Thì ở đây là thể hiện cho gió mùa hạ. Thì cũng chủ yếu là nó thổi từ biển thổi vào. Nên cái thời tiết là nóng ẩm và lượng mưa khá là lớn vào mùa hè. Còn ngược lại vào mùa đông thì gió cũng chủ yếu là thổi từ trong lục địa thổi ra biển. Nên thường thời tiết lạnh khô và lượng mưa rất thấp. Và Lào cũng giống như Campuchia và Việt Nam chúng ta đều có chung một đặc điểm khí hậu, đó là khí hậu nhiệt đới gió mùa. Như vậy là các em đã tìm hiểu cái phần địa hình khí hậu. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ tìm hiểu sang cái phần thứ ba của phần điều kiện tự nhiên, đó là về tìm hiểu về
sông Hồ ở Campuchia và Lào. Trước hết về sông Hồ của Campuchia, các em chú ý là ở Campuchia là cũng có cái nhánh sông Mekong chảy qua, thì nhánh sông này thuộc về cái phần hạ lưu trước khi đổ vào Việt Nam chúng ta. Rồi tiếp đến là sông Tam Ly Sáp. Rồi kế đến là có cái hồ lớn nhất, đó là biển Hồ. Như vậy sông ngòi và hồ ở Campuchia cũng có giá trị rất là lớn trong việc phát triển kinh tế các em. Thứ nhất là chúng ta thấy là sông ở Campuchia nó sẽ cung cấp được cái lượng phù sa rất lớn cho các đồng bằng ở Campuchia. Cái thứ hai đó là cung cấp cái nguồn nước tưới tiêu cho sinh hoạt và sản xuất, rồi có giá trị về giao thông đường thủy. Mặt khác đó là nó còn có giá trị về đánh bắt và nuôi trồng thủy sản vân vân. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ qua tìm hiểu về sông hồ của Lào. Thì nhìn trên thực độ các em cũng thấy là ở Lào cũng có cái nhánh sông Mekong chảy qua. Thì đây là cái nhánh sông thuộc về cái phần Trung Lưu. Sông Trung Lưu, sông thuộc Trung Lưu của sông Mekong. Thì do ở đây có ảnh hưởng ra từ đặc điểm địa hình nên sông ngòi ở Lào rất có giá trị lớn về thủy điện. Thì đây có cái đập, có cái đập thủy điện lớn nhất, đó là đập cái thủy điện Nậm Ngùm của Lào với công suất khoảng 155 MW. Rồi sông ngoài có giá trị lớn về thủy điện thì sông ngòi ở Lào cũng có cái giá trị rất lớn, đó là cung cấp cái lượng phù sa cho các đồng bằng ở hạ Lào, rồi cung cấp cái nguồn nước tưới tiêu cho sinh hoạt sản xuất, rồi giá trị về giao thông đường thủy, rồi mặt khác là cung cấp về nguồn lợi về thủy hải sản, thì cung cấp cái nguồn lợi về thủy sản vân vân. Rồi từ những cái yếu tố mà em vừa xác định về địa hình, khí hậu, sông hồ thì chúng ta sẽ xác định được, nêu ra bật ra được cái những cái thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên của hai quốc gia này. Giờ các em sẽ quan sát lại cái lược đồ. Thì về mặt thuận lợi của Campuchia thì chúng ta có thể nhìn vào lược đồ mà em có thể kết luận là cái thuận lợi thứ nhất đó là Campuchia có cái diện tích đất nông nghiệp khá là lớn và cái mạng lưới sông ngòi cũng khá là dày đặc, thì đây là cái điều kiện tốt giúp cho nền nông nghiệp ở Campuchia phát triển. Kết hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa, đây là cái điều kiện tốt để thâm canh nền nông nghiệp lúa nước. Rồi cái thuận lợi thứ hai là sông ngòi và hồ đây cũng có giá trị lớn về kinh tế. Như hồi nãy cô đã trình bày với các em thì nó sẽ cung cấp phù sa cho các đồng bằng, có giá trị về giao thông đường thủy, cung cấp cái nguồn lợi thủy sản vân vân. Còn cái mặt khó khăn thì các em thấy là trong năm nó sẽ có một mùa mưa và một mùa khô. Như vậy mùa mưa ở Campuchia sẽ dễ dàng gây ra ngập lụt, còn về mùa khô thì nó sẽ gây ra tình trạng là thiếu nước. Và chúng ta sẽ chuyển sang để tìm hiểu về cái thuận lợi khó khăn của Lào. Thì với cái đặc điểm là 90% diện tích đất chủ yếu là núi và cao nguyên, thì đây là cái điều kiện tốt để giúp cho Lào phát triển mạnh về ngành nông nghiệp, trồng cây công nghiệp và lâm nghiệp. Rồi cái thuận lợi thứ hai
là sông Ngòi ở đây có giá trị rất là lớn về thủy điện. Rồi mặt khác thì ở Lào hiện nay cái diện tích rừng cũng còn khá là nhiều. Đây là cũng là một cái điều kiện tốt giúp cho Lào phát triển trong kinh tế. Thì song song bên cạnh đó cái mặt khó khăn của Lào đó là mấy em thấy là diện tích đất nông nghiệp của Lào còn rất là hạn chế, chỉ chiếm khoảng là 10% diện tích. Cái khó khăn thứ hai là Lào nằm trong vùng nội địa không giáp biển nên cái khả năng liên hệ với nước ngoài của Lào cũng gặp rất nhiều là hạn chế. Cái khả năng liên hệ đây là liên hệ bằng đường biển của Lào đó, hạn chế, buộc phải thông qua các cảng miền Trung của Việt Nam chúng ta thì mới giao thương với bên ngoài bằng đường biển được. Rồi cái khó khăn tiếp theo là cũng do cái đặc thù là nằm trong cái môi trường nhiệt đới gió mùa, là một năm có một mùa mưa và một mùa khô, thì mùa mưa ở Lào thì gây ra lũ lụt. Rồi cái thứ hai đó là đất trượt và lũ quét đối với những cái vùng cao. Còn về mùa khô thì cũng xảy ra tình trạng là thiếu nước. Rồi các em hoàn thành cái nội dung bài học vào tập của mình. Rồi sau đây cô sẽ cho các em xem một số cái hình ảnh về những cái kiến thức nãy giờ chúng ta đã tìm hiểu ở Lào và Campuchia. Đầu tiên đó là biển hồ. Thứ hai đây là quang cảnh về một khúc sông của sông Mekong. Đập thủy điện Nậm Ngùm ở Lào. Rồi quang cảnh thủ đô Viêng Chăn của Lào. Rồi cánh Đồng Chum thì đây cũng là một trong những cái di tích văn hóa nổi tiếng của Lào. Đây là cái thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Rồi đền Angkor Wat là một trong những cái di tích nổi tiếng ở Campuchia. Như vậy là các em đã hoàn thành cái phần kiến thức bài học của mình. Thì để nắm rõ được coi các em đã nắm được kiến thức bao nhiêu thì cô sẽ củng cố lại cho các em một số cái kiến thức thông qua một số cái câu hỏi. Các em xếp tập vở lại để trả lời cho cô hai cái câu hỏi sau. Các em dựa vào lược đồ nêu vị trí địa lý của Lào và Campuchia. Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là mấy em trình bày khái quát đặc điểm tự nhiên của Lào và Campuchia. Thì các em sẽ vận dụng vào hai cái lược đồ hình 18.1 và lược đồ hình 18.2 để chúng ta hoàn thành hai cái câu hỏi cô vừa nêu. Rồi sau đây là cái phần kiến thức về nhà mấy em cần hoàn thành cho cô. Thứ nhất là mấy em sẽ xem lại và học lại cái bài hôm nay của chúng ta và tìm hiểu tiếp cái bài 22 là Việt Nam đất nước con người để trả lời cho cô ba cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là Việt Nam gắn liền với châu lục và đại dương nào, có biên giới chung trên đất liền và trên biển với quốc gia nào. Câu thứ hai, tìm ví dụ chứng minh cho nhận xét Việt Nam là một trong những quốc gia thể hiện đầy đủ đặc điểm thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của khu vực Đông Nam Á. Câu thứ ba, qua bảng thống kê 22.1 sách giáo khoa trang 79, em hãy nêu nhận xét về sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế nước ta từ năm 1990 đến năm 2000.
Về nhà mấy em sẽ học lại kiến thức hôm nay cô đã dạy các em và đọc trước cái bài 22 này cho thật kỹ để chúng ta giải quyết ba cái câu hỏi này để tiết sau mình sẽ làm việc tốt hơn. Rồi bài học đến đây là kết thúc. Mến chào tất cả các em. Chúc các em có một tiết học thật tốt. Tạm biệt các em.